Bây giờ người ta vô ta mua 6 triệu mấy, giờ ta không lấy hàng, người ta trả lại, anh phải đưa liền lại. Bây giờ anh nói người ta ngu là sao? Shipper ứng trước 24 triệu nhưng lại bị khách bơm hàng, mang về trả chủ tiệm không nhận còn mắng tại mày ngu. Theo đó, chủ một cửa hàng mắt kính tại quận 3 đã đặt giao hàng online để mang đơn đến cho khách. Sau đó, 4 anh shipper đã được gọi đến và chủ cửa hàng cũng ngỏ lời ứng tạm mỗi anh 6 triệu đồng để giao hàng. Tổng tất cả số tiền là 24 triệu đồng. Vì thấy cửa hàng lớn lại có quy định về vấn đề ứng tiền hàng nên các anh cũng đành đồng ý. Tuy nhiên, khi đưa hàng đến địa chỉ của khách, vị này lại từ chối lấy đồ nên 4 anh này đã mang kính về trả lại cho chủ cửa hàng. Thế nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, chủ cửa hàng không những không thông cảm cho 4 anh mà còn to tiếng xúc phạm nhân phẩm, không chịu nhận hàng, bắt shipper phải tự chịu toàn bộ giá trị hàng hóa. Tôi nói cho anh nghe nhé, anh đừng có giả vờ để anh mượn cớ lên mạng xã hội anh nói tôi không đặt hàng của các anh, có gì đợi công an xuống giải quyết không cãi nhau nữa. Bên cửa hàng lên tiếng trước sự bức xúc của các anh shipper. Theo lời kể của anh shipper, theo quy định nếu shipper nhận hàng đi giao cho khách mà khách từ chối thì shipper sẽ phải mang trả về và cửa hàng phải trả tiền lại cho shipper. Chủ cửa hàng mắc kính trên làm vậy là sai và trái với quy định. Một số thông tin cho rằng nguyên nhân người chủ định bùng tiền shipper là do phía tiệm kính này đặt hàng từ một nơi khác trung gian với số tiền chênh lệch lớn để bán cho khách hàng. Vì đã trả hết tiền cho bên đầu mối rồi nên khi khách hàng không nhận, phía cửa hàng đã đổ lỗi cho shipper. Em là người giao thì em lại ứng tiền cho cửa hàng đã chấp nhận là không giao được thì quay đầu trả tiền. Còn cái này bây giờ người ta quay đầu, anh phủ trách nhiệm là bên anh sai chứ không bên sai. Nè, không phải đi, nói nè. Cuối cùng giữa hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung, chủ cửa hàng đã đuổi các anh shipper ra khỏi cửa hàng và cho biết sẽ đợi lực lượng chức năng đến giải quyết. Ở đây không tiếp nữa, tí công an đến rồi tiếp, bà chủ cửa hàng nói lớn. Bên dưới đoạn video, nhiều người không khỏi bức xúc trước hành động của chủ cửa hàng. Độc giả cho rằng dường như cửa hàng đang bán lại cho shipper chiếc kính với giá 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, với động thái mắng nhiếc và có hành động thô lỗ với shipper, cửa hàng chẳng khác nào đang tự đạp đổ chén cơm của mình xây dựng suốt bao lâu nay. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.